Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền một bài đăng với nội dung tố cáo một trung tâm dạy trẻ đặc biệt đã yêu cầu một nhân viên phải nộp 50 triệu đồng vì người này đã gửi hình ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không bảo đảm chất lượng của trung tâm cho phụ huynh. Tôi xin được trích dẫn một đoạn ngắn trong bài viết như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn, cơ sở Duyên Thái là nơi tôi đang làm việc. Nơi đây chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ em bị tăng động, tự kỷ, trẻ bị bệnh đau chậm phát triển. Mong muốn về một công việc ổn định, nơi làm việc lâu dài, nhưng khi được điều chuyển lên cơ sở Lưu Phái để hỗ trợ do thiếu nhân viên, chứng kiến những bữa ăn của các cháu ở đây mà tôi thấy thương cho các cháu, thấy số tiền gần 6 triệu đồng mà gia đình các cháu phải đóng cho trung tâm hàng tháng thật nhiều. Các cháu đã phải chịu thiệt thòi về sức khỏe, về trí tuệ, vậy mà bữa ăn cũng không được đầy đủ thịt cá, chất dinh dưỡng. Cơm phở trộn với đậu phụ và trứng kèm với một ít thịt lợn xay là bữa ăn thường xuyên của các cháu. Biết đây cũng chẳng phải là chuyện của mình, nhưng vì lòng thương đối với các cháu mà tôi không thể không nói. Chính vì thế mà tôi đã lén chụp trộm lại hình ảnh bữa ăn hàng ngày gửi cho phụ huynh các cháu biết với mong muốn trung tâm sẽ rút kinh nghiệm mà cải thiện bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các cháu. Và chính vì lòng thương, vì sự hiểu, thiếu hiểu biết của mình nên khiến tôi bị đe dọa và chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng. Và theo tìm hiểu, tác giả của bài viết là bà VTS sinh năm 1978, trú ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, bị chất độc da cam do di chuyển. Bà S đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn, cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đây là trung tâm chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ bị tăng động, tự kỷ, trẻ bị bệnh đau, chậm phát triển. Theo lời kể thì bà S sau khi chụp ảnh bữa cơm để gửi cho phụ huynh đã bị giám đốc trung tâm Giang Sơn là bà BTD phát hiện. Ngày 3 tháng 1, bà D cùng bà DTN là quản lý trung tâm Giang Sơn đã gọi bà S lên văn phòng để đe dọa. Và tại đây thì bà S được yêu cầu ký tên vào biên bản nộp phạt 50 triệu đồng vì đã nói xấu làm mất uy tín danh dự của trung tâm. Như quý vị có thể thấy ở đây, đây chính là hình ảnh biên bản nộp phạt của bà S được viết bằng tay và đóng dấu đỏ thể hiện rõ dòng chữ Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn. Còn đây là một số hình ảnh về bữa cơm cho trẻ tự kỷ được bà S chụp lại gửi cho phụ huynh. Quan sát qua ảnh ở đây thì chúng ta có thể thấy đúng là chỉ có cơm hay một ít phở trộn với cả đậu phụ và trứng. Theo chia sẻ của bà S, biết mình không có số tiền nộp phạt lên đến 50 triệu đồng nên bà S đã liên tục van xin khóc lóc kể về hoàn cảnh của mình nhưng không được giám đốc trung tâm chấp nhận, thậm chí còn bị ép phải ký tên vào biên bản nộp phạt. Cả hai người là bà D, giám đốc trung tâm và bà N, quản lý của trung tâm đều đe dọa bà S nếu không ký giấy thì sẽ bị bắt đi tù do nói xấu trung tâm. Theo chia sẻ của bà S với phóng viên, vì quá sợ hãi về những lời lẽ đe dọa liên tục của bà D và bà N, bà S đã bắt buộc phải ký tên vào biên bản nộp phạt. Họ còn tra hỏi trong tài khoản của bà S có bao nhiêu tiền để ép bà S phải nộp phạt trước một khoản tiền. Tài khoản của bà S có hơn 10 triệu đồng nhưng bà S nói dối là chỉ có 8 triệu vì muốn giữ lại 2 triệu để đóng tiền học, mua sữa và đồ ăn sáng cho con. Do quá sợ hãi nên bà S luống cuống không biết chuyển khoản, ra làm sao nên bà D đã lấy điện thoại của bà S, ép nhập mật khẩu ứng dụng ngân hàng để thực hiện hành vi chuyển tiền trái ý muốn không được sự đồng thuận của bà S và khi vào được ứng dụng ngân hàng, biết được tổng số tiền trong tài khoản của bà S có thì bà D đã tự ý chuyển khoản 10 triệu đồng sang tài khoản cá nhân. Theo nội dung biên bản, nếu tôi đọc không nhầm thì những dòng chữ này là thời hạn nộp phạt 17 tháng 2 năm 2024 âm lịch. Nếu cô S không trả số tiền trên theo lịch thì trung tâm sẽ cho người đến nhà đòi số tiền bồi thường và trả chi phí cho người đến thu số tiền thêm 5 triệu đồng. Sau sự việc xảy ra, người thân của bà S đã tới cơ quan công an để trình báo vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc nêu trên. Sáng 24 tháng 1, phóng viên đã liên hệ với bà S để xác minh nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Bà S xác nhận các nội dung trên là đúng và cho biết tới thời điểm hiện tại thì trung tâm vẫn chưa hoàn trả số tiền 10 triệu đồng. Còn về phía giám đốc trung tâm, khi phóng viên liên hệ qua điện thoại thì câu trả lời nhận được là bận trông con ốm và sẽ thông tin lại sau. Thưa quý vị, hiện tại thực hư câu chuyện như thế nào, ai đúng hay ai sai, chúng ta hãy đợi kết luận từ phía cơ quan chức năng. Và chúng tôi chắc chắn sẽ cập nhật những thông tin mới nhất đến cho quý vị. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một số thông tin liên quan đến công việc chăm sóc trẻ tự kỳ. Một công việc mà tôi nghĩ là không thể ngày một, ngày hai để có được quả ngọt nhiều khi phải chờ bằng nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm Những tiếng kêu la khóc thét đến chói tai Những lời nói làm nhảm liên hồi và những câu trả lời ngu ngê Rồi thậm chí là có em đang ngồi yên, bỗng lao ra ngoài Trong vô thức, em thì bị tăng động, thích đập đầu vào tường Đây là những hình ảnh mà quý vị có thể bắt gặp ở bất cứ lúc nào Bất cứ khi nào, ở các trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Huyền Trang, giáo viên lớp học tự kỷ của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chị phải tìm hiểu cách ứng xử phù hợp với 8 học sinh đặc biệt của mình. Chị Trang cho biết là 8 học sinh trong lớp là 8 tính cách, 8 triệu chứng tự kỷ khác nhau. Bởi vậy, những lúc trẻ phát sinh hành vi kích động quá mức, chị lại phải nhẹ nhàng tìm cách dỗ dành, rồi ôm trẻ vào lòng, vỗ về yêu thương theo chị Trang dạy trẻ tự kỷ, không thể tuân thủ giờ giấc như dạy trẻ bình thường mà phải phụ thuộc vào chứng bệnh của trẻ. Đặc biệt hơn là chị không chỉ là một cô giáo mà còn phải như một người mẹ, lo vệ sinh, lo ăn uống, lo trông chừng kịp thời can thiệp lúc trẻ lên cơn kích động. Vất vả khó khăn, không thể nào kể hết, nhưng chưa một lần chị kêu than. Thấm thoát tới nay đã hơn 10 năm gắn bó với trẻ tự kỷ chị Trang đã lưu giữ không biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cũng như hàng trăm câu chuyện về những đứa con đặc biệt của mình. Là người gắn bó với trẻ tự kỷ từ những ngày đầu trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An thành lập, chị Hồ Hải Hậu, trưởng khoa can thiệp trẻ tự kỷ cho biết mỗi trẻ có những đặc điểm riêng, không trẻ nào giống trẻ nào. Chuyện các em khóc, các em cười vô cớ hay đập phá đồ đạc là những chuyện hết sức là bình thường ở nơi chăm sóc trẻ tự kỷ. Thậm chí trong cuộc đời làm nghề của mình, chị Hậu và các đồng nghiệp đều đã phải trải qua một vài lần bị học trò đánh hay là xô ngã. Những năm gần đây, số lượng trẻ mắc hội chứng tự kỷ ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về căn bệnh này còn nhiều thiếu sót, gây ra rất nhiều khó khăn cho trẻ tự kỷ trong việc tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội. Theo các chuyên gia, chăm sóc trẻ tự kỷ ngoài sự can thiệp của các chuyên gia thì giáo viên, cha mẹ là người lập ra lộ trình can thiệp, có các bước kiểm tra đánh giá để điều chỉnh và xây dựng tiếp lộ trình can thiệp. Nói cách khác là để đồng hành với trẻ tự kỷ, cần nhất là sự kiên trì của cha mẹ. Lĩnh vực tâm thần và trẻ tự kỷ đang là vấn đề lớn được chính phủ, quốc hội quan tâm, được đưa vào lồng ghép trong đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người dối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030. Việc xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp đặc thù cho nhóm đối tượng này với mục tiêu tổng thể là đảm bảo tất cả trẻ tự kỷ được chăm sóc, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng là rất cần thiết. Hỗ trợ trẻ tự kỷ là một quá trình lâu dài với sự can thiệp không chỉ về mặt kinh tế, can thiệp bằng thuốc, mà còn đòi hỏi phải cung cấp các dịch vụ can thiệp một cách toàn diện và liên tục. Và đó là câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các câu chuyện sau.